À, cái câu 19-20 nhé, câu dịch vụ FTP, không phải FPT nhé, FTP ha, nghĩa là dịch vụ File Transfer Protocol, nghĩa là dịch vụ chuyển đổi file, nghĩa là nhiều lúc khi mà các em muốn lớp các em mà ví dụ như khi mà các em hosting website ở trên mạng thì người ta hay cung cấp các em một cái tài khoản username bắt buộc để các em kết nối với cái dịch vụ FTP, các em up cái website của em lên trên mạng, có thể up lên thư mục. Nó cũng giống như là các em vào cái ổ đĩa Google Drive á, nghĩa là dữ liệu đám mây á, à, giống như dạng như vậy ha. À, thì dịch vụ FTP nó cũng giống như là cái việc mà lưu trữ dữ liệu trực tiếp ở trên mạng, nó giống như dạng như vậy. Nhưng mà cái này là ví dụ như trong công ty thì người ta bảo mật hơn, là người nào muốn vào cái thư mục đó ở trên mạng trong công ty hoặc là ở xa thì người ta sẽ có một cái username bắt buộc. Thậm chí có nhiều lúc người ta cung cấp là không có username bắt buộc, nghĩa là ai có thể vào cũng được. Nhớ nha, à, chứ không phải là FPT này, FTP này là lúc nào cũng phải có username bắt buộc hết. Có nhiều lúc người ta cấp cái thư mục đó là ai cũng vào được, khỏi cần username bắt buộc. À, đó. Thì ở đây bắt đầu thầy hướng dẫn. Đầu tiên thì thầy vào trong cái, thầy lấy cái máy hôm trước, thầy đăng nhập bằng admin nhé. À, lưu ý là đúng ra thì nếu mà mình muốn làm cho công ty mà môi trường domain á, thì cái máy mà có chứa dịch vụ FTP hay là cái máy mà thì nó là phải nằm trong domain. Nhưng mà ở đây thì mình làm cho nhanh thì mình không cần lấy domain. Đi thi các em vẫn có thể là những cái dịch vụ như là DNS nè, DHCP nè, hay là HTTP nè, hay Printer Server thì các em không cần lấy domain cũng được nha. Các em nhớ như vậy. Nghĩa là các em tại vì nhiều khi á, các em lên domain xong rồi các em cấu hình dịch vụ này, giả sử dịch vụ DNS đi. Khi mà các em vừa cài lên thì nó có sẵn thì cái đó mình không có quay được, thì mai mốt đi thi thì các em lên quay những cái câu nào mà có liên quan đến dịch vụ quay trước, không cần lên domain cũng được. Các em ghi nhớ thầy cái đó nha. À. Rồi bây giờ bắt đầu thầy sẽ cài thì đầu tiên nè, đầu tiên thì nó giống như là cái dịch vụ web. Thật ra là lúc tuần trước thì thầy có cài dịch vụ web cho các em rồi. À, thật ra dịch vụ web thì các em khi sau khi các em cài xong thì nó có cái này. Thật ra dịch vụ HTTP cũng vậy, thì đầu tiên thì các em cũng vào đây. À, thì thầy tí đó thầy sẽ bỏ ra cái bước mà cài dịch vụ web nghĩa là dịch vụ web và dịch vụ HTTP với các em. À, các em nhìn thầy bấm mép thì nó cài trên một cái này luôn ha. Đó đó, thì tuần trước là thầy có bấm ở đây thầy cài hết luôn rồi ha. Thì hôm nay tuần này thì mình sẽ bỏ qua cái bước này, nghĩa là khi mà đúng ra là dịch vụ đó thì khi mà tới đây là mình sẽ tìm cái dịch vụ FTP đây nè, đó mình đánh dấu vô. Thì tuần trước thì thầy đã cài cái dịch vụ này rồi. Thành ra là như vậy nè, khi mà chúng ta ấy đây thì chúng ta bấm vào đây nè, à, chúng ta đánh dấu vào cái này. Nếu mà lúc mà chúng ta chưa chưa cài dịch vụ FTP á, à, nếu tuần trước thì đúng ra là thầy lên chỉ bấm vô đây thôi là được rồi. Nhưng mà tuần trước thầy bấm lên trên đây, nghĩa là thầy cài cả dịch vụ FTP vào luôn. À, thì cái này là nếu mà chúng ta chưa cài lần nào dịch vụ này thì chúng ta phải vào trong đây, chúng ta bấm vào đây. Cần nhớ nha. À, và đa số chúng ta bấm nét thôi và sau đó bấm cài đặt. Nhưng mà tuần trước thầy hướng dẫn các em dịch vụ web thì thầy đã cài đầy đủ hết rồi. À, còn những cái này là cái nào mình không quan tâm, mình đã không có học, mình không có cần đi sâu về cái này nhé. Tại vì mình đã phải người chuyên về bên mạng, mình là người sử dụng thôi. Đó. Rồi sau đó mình cài đặt xong, mình bấm lên mình cài đặt xong cái dịch vụ web đó. Và trên dịch vụ web đó cái IIS nó đã có cái dịch vụ FTP trong đó rồi nha các em. Nếu mà các em cài full đầy đủ cái này. À, sau khi các em cài xong cái này thì bắt đầu các em lưu ý nè, các em vào trong cái ổ DC. Lưu ý là mấy mốt mình đi thi hoặc là mình đi làm công ty á thì người ta sẽ có nhiều ổ đĩa, và mình sẽ tạo một cái thư mục trên ổ đĩa chứa dữ liệu, chứ không thể là mình tạo trên ổ đĩa hệ thống ổ đĩa C được. Còn ở đây mình đang học thôi, mình đang học, mình đang thực hành. Giả sử ở đây thầy tạo một cái thư mục, thầy đánh tên là dịch vụ đi, STB. Đó. Rồi, thầy tạo một thư mục này rồi sau đó thầy
Đúng ra là thầy phải tạo một cái user ở trong cái dịch vụ Active Directory, nhưng mà ở đây do thầy chưa lên domain ha, lên ở đây thầy bấm vào đây thầy sẽ cài cái dịch vụ, thầy sẽ tạo một user cục bộ thôi, thầy new user nhé, thầy tạo một user cục bộ ví dụ như là u đặt tên là user FTP đi, chứ thường đi. Rồi. Rồi, mật khẩu là 123456 A+. 123456 A+. Rồi, ở đây thầy cho nó có ấy luôn. Rồi, thầy đã tạo một cái user đây rồi. À, thật ra là nếu mà các em không tạo user này á, các em dùng user admin để vào cũng được. Nhưng mà phần lớn cái user admin nó toàn quyền thì chúng ta không có test được cái việc nhập username password ha. Nghĩa ra là mình không cần tạo cái user này cũng được nhé. Rồi, ở đây bắt đầu thầy sẽ vào trong cái thư mục mà chứa cái đó thầy cấp quyền. Lưu ý đúng như là phải lên domain thì nó mới hay nhé. Ở đây thầy cấp quyền. Rồi vào cái phần security này nè. Không có share đâu nha các em, cái này chỉ là cấp quyền thôi, bảo mật thôi. Mình bấm S, mình nhập cái user như hồi nãy là user FTP. Bấm vào đây nghĩa là kiểm tra nó có hệ thống không có thì nó tự động nó tìm tới cho mình. Mình có thể cấp full quyền, tại bây giờ mình đang cấp full quyền cho cái dịch vụ con cho cái user này. Rồi, sau khi mà mình đã tạo được thư mục mình cấp cái bảo mật nghĩa là toàn quyền cho cái user đó lên cái thư mục này rồi, bắt đầu bây giờ vào đây mình sẽ cấu hình. Thì đầu tiên mình vào đây mình bật cái này lên trước nè, nghĩa là bật cái trong đây là có cả dịch vụ web và FTP luôn nha. Đó, mình bấm vào đây phóng lớn lên một chút. Rồi, cái này IIS nghĩa là Internet Information Service ha, mình bấm vào đây. Rồi, ở đây là trước, các em còn nhớ lần trước mình có cài dịch vụ web này nè. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Mình thêm một cái FTP site ở đây. Lần trước mình thêm cái site đây nè. Đó. Giả sử mình đánh nó chữ tên gì cũng được. Rồi, mình chọn đến cái đường dẫn. Rồi. Next. Rồi, ở đây thì mình có thể nhập mình sẽ chọn cái IP của máy chủ luôn. Rồi, ở đây mình nhớ là mình khỏi cái chế độ bảo mật nha. Chế độ này khỏi chế độ này tự động luôn. Rồi, mình chỉ ở mức basic thôi nha các em. Thì ở đây mình có thể chọn như vậy á, nghĩa là nó không cần user gì hết ha. Hoặc là ở đây là một cái chế độ là một người vô danh như nào cũng có thể vào được. Thì ở đây thầy muốn em cấp cho một user đặt một cái user cụ thể ha. Thì đây chúng ta đánh là chính xác nha. Đó, nếu mình ta đánh sai thì tí nó rồi cấp quyền ha. Finish. Rồi sau khi mà xong thì chúng ta sẽ test nó, chúng ta kiểm tra nó. Thì chúng ta kiểm tra nó, thật ra là ở đây chúng ta có thể bấm vào trong cái chỗ này nè, nó sẽ nhảy lên. Thì ở đây chúng ta gõ luôn, gõ ở đây nè, chúng ta gõ, chúng ta qua bên đây nè, chúng ta đánh, chúng ta mọi lần thì chúng ta hay đánh là HTTP thì ở đây chúng ta đánh là FTP, đó, FTP nhé, 2.192.167.51.51, đó, thì ở đây các em sẽ thấy là nó hiện ra cái username bắt buộc. Thì hồi lấy thầy có là cái user là user FTP, mật khẩu là 123456 A+. Đó, các em thấy nó vào được. Rồi, thì cái này là có thể là người ta từ xa người ta truy cập tới. Ví dụ như ở đây nếu các em đã cấp quyền cho, các em có thể tạo thư mục trực tiếp. Nghĩa là sau này á, các em mà hosting website á các em hosting website từ xa á, hay là các em lưu trữ ổ đĩa đấy từ xa thì người ta có thể đánh bằng cái tên miền. Đó, khi mà các em tạo ở đây thì trên máy chủ của mình á,
thì nó tự động nó có những cái thư mục đó liền. Đó, đó là cái cách mà tạo dịch vụ FTP và kiểm tra ha. Đó. Rồi bây giờ các em sẽ làm cho thầy nha.